Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình 6 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại hai xã E Tiêu và E Cơ Tua, huyện Chư Quynh khi làm nhiệm vụ vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Tại nhà các liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã trân trọng, thành kính thắp hương tưởng nhớ những người đồng đội, những người cán bộ đã hy sinh dũng cảm vì sự yên bình của nhân dân. Chia sẻ với gia đình các cán bộ, chiến sĩ về sự mất mát này, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân, các gia đình và toàn lực lượng công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ hai gia đình Thiếu tá Hoàng Trung và Thiếu tá Trần Quốc Thắng, trao số tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh, trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ, trích từ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an hai xã E Cơ Tua và E Tiêu.